cả mọi người, đây là cổng trường Đại học Bách Khoa. Cổng Parabol. Sẽ đi đi về Hồ Văn Thiên. Cổng trường Đại học Bách Khoa. Trước mặt là giao nhau với nút giao thông. Một là bên phải là đường Đại Cổ Việt, bên trái là đường Sáng Tạo. Phải là công viên thứ nhất, một trong những công viên lớn nhất của thủ đô. Trái là hồ Ba Mẫu, phố Ô Đồng Lộc. Phải công viên thống nhất. Trái đây là tổng công ty than và xi măng. Rồi giao nhau với nút phố Trần Nhân Tông. Trước là bến xe Kim Liên, bây giờ đây là khách sạn Lipo. Đông đúc, tấp lập, nhộn nhịp.
rồi, tan tầm. Rẽ phải là phố Nguyễn Trọng Hiền, trước mặt là đường Lê Duẩn, rẽ trái về phố Khâm Thiên. Giờ chúng ta lên rẽ trái về phố Khâm Thiên. Khâm Thiên này ngày xưa thời Pháp thuộc có rất là nhiều vũ trường hát hả các kỹ nữ, nên là gọi là phố cô đầu. Trong chiến tranh phố Khâm Thiên phải ứng rất là nhiều chất bom là do ở bên cạnh ga luôn. Phố này đông đúc thì vì nó là giao nhau với hai trục đường lớn là Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn. Đấy, bên trái có chợ Khâm Thiên này. Đông đúc bên trái. Giao nhau với ngõ Văn Chương, lưu lượng xe rất là lớn. Trái trước có cái Trạm Dân Chủ chiếu bóng,
lai thành điện máy xanh, trung tâm điện máy xanh trước là Dạp Dân Chủ. Video đây là tạm kết thúc. Cảm ơn mọi người theo dõi, mọi người ủng hộ cách bấm đăng ký kênh và bấm like. Xin cảm ơn và hẹn mọi người ở video tiếp theo.